Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ba trường hợp đặc biệt trong các vị trí chủ chốt của đảng Ngày 18 tháng 11, BBC Tiếng Việt bình luận, tứ trụ, thường trực ban bí thư và những trường hợp đặc biệt. Theo BBC, những biến động chính trị trong khóa 13 cùng với cái chết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến số ủy viên Bộ Chính trị có thầm niên hơn một nhiệm kỳ thu hẹp lại chỉ còn có ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính. BBC nhận xét, Điều này làm cho đảng không còn nhiều lựa chọn, bởi theo quy định 214 của Bộ Chính trị, để vào tứ trụ hoặc làm thường trực ban bí thư, cá nhân phải tham gia Bộ Chính trị trong một nhiệm kỳ trở lên. Do đó, một số nhân vật, dù chưa hội đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn được bầu, phân công vào các vị trí, theo cơ chế trường hợp đặc biệt. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, trong số các chủ tịch nước nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, thì ông Lương Cường chưa hội đủ tiêu chuẩn theo quy định 214 vì chưa tham gia trọn một nhiệm kỳ bộ chính trị trở lên. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander Vuong Viên từ Mỹ cho rằng việc bầu chủ tịch nước mới cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng cho việc nhất thể hóa hai chức vụ cao nhất, tổng bí thư và chủ tịch nước. Ông nói rằng việc đảng lựa chọn ông Lương Cường làm chủ tịch nước còn phản ánh nỗ lực duy trì cân bằng quyền lực trong đảng, chủ yếu nằm ở các lực lượng công an và quân đội. BBC nhắc lại, sau khi ông Vương Đình Huệ mất chức, ông Trần Thanh Mẫn, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã được bầu lên làm Chủ tịch Quốc hội thay ông Huệ vào ngày 20 tháng 5. Ông Mẫn được bầu vào Bộ Chính trị lần đầu vào tháng 1 năm 2021, nên ông chưa làm trọn một nhiệm kỳ Bộ Chính trị, do đó chưa thỏa mãn yêu cầu tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. BBC dẫn lại đánh giá của giáo sư Cartier từ Úc vào thời điểm ông Mẫn được bầu làm chủ tịch quốc hội cho rằng đây là giải pháp trước mắt để chờ tới đại hội đảng lần thứ 14. Ông Mẫn cũng được giáo sư Taylor đánh giá là có kinh nghiệm trong quốc hội và việc bầu ông Mẫn cho thấy đảng đang thiếu người. Bên cạnh đó, ông Mẫn quê ở Hậu Giang nên việc ông làm chủ tịch quốc hội giúp cân bằng tính vùng miền trong tứ trụ. Và đây là hình ông Lương Cường, người hai lần được hưởng quy chế trường hợp đặc biệt trong vòng chỉ hơn 5 tháng vẫn theo BBC, vị trí thường trực ban bí thư nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đã chứng kiến bốn sự thay đổi về nhân sự. Thường trực ban bí thư là một chức vụ quan trọng, chỉ xếp sau tứ trụ, nên tiêu chuẩn đề ra cho chức danh này cũng có những điểm tương tự tứ trụ. Cụ thể, cá nhân phải tham gia bộ chính trị trong một nhiệm kỳ trở lên. BBC nhận định, ông Lương Cường chưa thỏa mãn yêu cầu này khi được phân công làm thường trực ban bí thư. Như vậy, ông Lương Cường được xét hai lần trường hợp đặc biệt. Thường trực ban bí thư và chủ tịch nước, người thay thế ông Cường làm thường trực ban bí thư, ông Trần Cẩm Tú cũng chưa thỏa mãn tiêu chí này. BBC dẫn thông báo về việc điều động nhân sự của Bộ Chính trị cho thấy, ông Trần Cẩm Tú sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ: thường trực ban bí thư và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Việc nắm giữ chức danh thường trực ban bí thư được cho là sẽ mở đường cho sự nghiệp chính trị của ông Tú trong tương lai vì ông Võ Văn Thưởng và ông Lương Cường đều thăng tiến lên làm chủ tịch nước từ vị trí này. BBC đánh giá, dù các ông Lương Cường, Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú chưa thỏa mãn tiêu chuẩn, nhưng việc bầu, phân công các ông này không sai quy định 214 vì thuộc diện trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, điều này cho thấy một thực tế như giáo sư Thay Giờ đã chỉ ra, đảng đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự, nên việc xét trường hợp đặc biệt là điều dễ hiểu và có thể là giải pháp tình huống. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ba trường hợp đặc biệt trong các vị trí chủ chốt của đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nếu được tái khởi động sẽ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam. Ngày 16 tháng 11, VOA Tiếng Việt cho hay, Chủ tịch Việt Nam chỉ trích ông Trump khi nói chiến tranh thương mại dẫn đến nghèo đói. Và đây là hình bà trên VOA. Theo đó, Chủ tịch nước Lương Cường nhận xét rằng, bảo hộ và chiến tranh thương mại sẽ dẫn đến suy thoái, nghèo đói khi ông phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ở Peru ngày 14 tháng 11. Theo nội dung bài diễn văn của ông, được đăng trên báo chính phủ của Việt Nam và các báo khác ở trong nước. APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, gồm 21 thành viên, bao gồm cả Mỹ và Việt Nam. Theo VOA, tuy ông Cường không đề cập đích danh tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ và báo chí Việt Nam không bình luận gì thêm, nhưng hãng tin quốc tế cho rằng đó là một trong những lời chỉ trích mạnh mẽ nhất đến nay về đường lối thương mại của ông Trump, ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. VOA cho biết, trong bài diễn văn của mình, Chủ tịch Việt Nam cho rằng, một trong những điều rất cần thiết để các nền kinh tế thành viên APEC phát triển thuận lợi là phải đảm bảo môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, khuyến khích thương mại và đầu tư toàn cầu, hội nhập và liên kết kinh tế quốc tế. Nguyên thủ của Việt Nam nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, cần loại bỏ tư duy, nhất bên thắng, nhất bên thua, không để chủ nghĩa dân tộc làm méo mó chính sách. Và đây là hình tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump. Quan điểm của ông Lương Cường được đưa ra trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam đối mặt với mối đe dọa có thể sẽ phải chịu thuế nhập khẩu của Mỹ lên đến 20% nếu như ông Trump thực sự tăng thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài khi ông chính thức nắm quyền tổng thống từ tháng 1 năm 2025. VOA trích dẫn số liệu của Bộ Công Thương trong 10 tháng đầu năm 2024 tổng giá trị hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là 98,4 tỷ đô la, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Việt Nam vẫn xuất siêu sang Mỹ, đạt 86,1 tỷ đô la, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2023, Việt Nam hưởng thẳng dư lên đến 103 tỷ đô la trong trao đổi thương mại với Mỹ. Một số học giả nói trong một phóng sự của VOA đăng hôm 12 tháng 11 rằng Việt Nam sẽ đứng trước sức ép phải cân bằng thương mại trong nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của ông Trump. VOA cũng cho hay, phát biểu ở Peru ngày 11, ngày 14 tháng 11, Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường nhấn mạnh việc áp đặt các tiêu chuẩn mới đối với thương mại, đầu tư mà không xuất phát từ cơ sở khoa học và thực tiễn khách quan, bỏ qua các khác biệt về trình độ phát triển đặc thù của các quốc gia thì không những cướp đi cơ hội việc làm của hàng trăm triệu người lao động mà còn triệt tiêu sức sáng tạo và ngăn cản sự phát triển của doanh nghiệp. Và đây là hình chủ tịch nước lương cự. VOA cho biết thêm, một hãng tin quốc tế trích lời ông Paris Dean, giám đốc điều hành của hãng tư vấn BSD Global cho rằng nếu ông Trump thực thi lời hứa khi tranh cử là tăng thuế quan, bao gồm cả mức 60% áp riêng vào hàng Trung Quốc và được Quốc hội Mỹ thông qua, những bên bị thiệt hại nhiều nhất sẽ là Trung Quốc và phần lớn châu Á, bao gồm cả Việt Nam. VOA lưu ý, hồi giữa tháng 10, khi ông Trump còn đang tranh cử, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã dự báo nếu ông trở lại nắm quyền tổng thống nhiệm kỳ thứ hai này của ông, có thể dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế thấp hơn đáng kể ở một số nền kinh tế châu Á, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam bị ảnh hưởng đặc biệt. Trong trường hợp xấu nhất, GDP thực tế của ba quốc gia này vào năm 2028 tức cuối nhiệm kỳ của ông Trump, có thể sẽ giảm đến 1%, hoặc hơn so với mức dự kiến hiện tại của Fed nếu chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ tăng mạnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nếu được tái khởi động sẽ ảnh hưởng lớn đến Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.